quá. Không, giữ nguyên nè, giữ nguyên nè, giữ nguyên nè. Ê hùng hùng ừ. Ê giờ có làm không? Từ từ khoan xí bỏ cái nón ra. Đó rồi ok vô. Nhanh lên. Vô ừ. Bên này đâu? Má đâu? Gì làm gì thầy vậy? Ừ đó ừ rồi giữ nguyên cách nhạc, giữ nguyên tư thế đó để khán giả bình chọn ai ủng hộ cặp đôi này vỗ tay. Nè nè, hồi nãy nói với tôi là cái môi chỗ nào rồi cặp ừ đó, ai bình chọn cặp này vỗ tay. Đôi mắt vỗ tay. Cái mông, cái mông. Nè nè, nói nghe nè, ngon không? Cũng được, cũng được. Cũng được, bên này mày thích cái gì? Cái má, quất vô. Ừ. Nè. Tôi chính thức thông báo, cuộc đời của ông này tăm tối kể từ đây. Đây, 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 cái mề là cái gì cưng? Hả, cái mề là cái này hả? Tào lao vậy? Sao nó ngoài sức tưởng tượng của tôi nhỉ? Trời ơi, cái mề là cái này. Rồi, ok, rồi. Bây giờ, mời tất cả các cô nữ leo lên cổ mấy anh nam ngồi, xin mời. À. Đỡ lên, đỡ lên, đỡ lên. Chưa, chưa có nhảy, chưa có nhảy, chưa có nhảy. Chưa có nhảy, thiệt. Nếu mà giết người mà không ở tù là tôi giết chỉnh nhạc này trước. Rồi, xong chưa? Ok, bây giờ là nhảy Gangnam Style. Nhưng mà Gangnam Style, mấy anh chỉ có nhiệm vụ banh chân ra đứng trụ. Nữ ở trên sẽ nhảy. Đó. Ở đây chúng tôi chơi tiêu chí điên, đẹp và sexy. Đó. 3, 2, 1, bắt đầu! Oh my god, I'm sorry! Oh, yo, yo! Bây giờ, đưa về lòng đồng đội mình, còn cả đội cùng nhảy, xin mời! Đội con nhảy xuống dưới coi, bữa nay hả? Mỗi đội kết thành một vòng tròn nhảy xung quanh. Mỗi đội kết thành một vòng tròn nhảy xung quanh nào. Yeah. Của chúng tôi và hãy dành một tràng pháo tay dành cho tất cả các dancer đến từ đất Việt. Đó, đó trên sân khấu đó. Vâng, xin mời. We'll be right back.
Bây giờ là lúc tất cả các tay đua nhảy cùng với chúng tôi vào vị trí, xin mời. Đội nào nhảy bài này đều nhất, đẹp nhất sẽ được ưu tiên thi trước, xin mời. Mời các dancer trở lại sân khấu một lần nữa. Nơi đây, tất cả hãy sẵn sàng nhảy cùng với tất cả chúng tôi. Ok, và sẵn sàng chưa? Các tay đua miền Tây một ơi! Vào vị trí bắt đầu. Xin được hỏi đội nào có trên 20 tay đua đang hiện diện ở đây, giơ tay lên. Team số 4 được nhiều người. Team ngoài cùng đây là team số mấy ạ? Số 6, chúng tôi sẽ quyết định số 6. Mời team số 6 về liên quân với team số 4, xin mời. Ok. Và bây giờ tất cả các đội thân mến, trong tay của tôi hiện nay đây là biểu tượng sức mạnh dành cho tất cả các tay đua của MWG miền Tây 1 ngày hôm nay. Và biểu tượng này sẽ theo suốt tất cả các đội trong suốt những chặng hành trình. Và biểu tượng này được chúng tôi cách điệu từ những chiếc khiên thần thoại. Những chiếc khiên là biểu tượng cho sức mạnh của những chiến sĩ, những binh sĩ, những huyền thoại. Và ngày hôm nay, hy vọng với chiếc khiên này nó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tất cả những tay đua của miền Tây 1 đã hiện diện trong trường đua ngày hôm nay. Và bây giờ tất cả những team leader thân mến, hãy cùng bước lên đây để nhận biểu tượng sức mạnh về cho đội của mình. Và hỡi tất cả những tay đua miền Tây 1 thân mến, hãy cùng với chúng tôi quan sát ở phía sau tấm bảng này có một cây viết. Và nhiệm vụ đầu tiên trong vòng 3 phút, mỗi đội sẽ dùng cây viết này tập trung tất cả các tay đua đội của mình để chúng ta họa lên trên tấm bảng này một cái tên đội và một câu slogan. Nhưng lưu ý, câu slogan phải hợp phần với tên đội. Ví dụ tên đội là sáng tạo thì slogan xạo là bị tán, nó phải gieo vần cái chữ ảo 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 hoặc là ít gì đó. Và sau khi làm xong